Hello, xin chào các bạn. Thì hôm bữa mình thấy trên mạng nó có bán một cái bộ điều khiển từ xa dành cho quạt gió. Thì mình đã đặt hàng về hôm nay. Đây các bạn, shipper nó mới giao hàng cho mình. Trong cái hộp này là hai món hàng. Một là điều khiển từ xa cho quạt gió. Cái bộ thứ hai là điều khiển cho máy bơm, là máy motor rửa xe rồi đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ khui ra review cho các bạn xem hàng này nó như thế nào luôn nha. Thì hai cái đơn này có giá là 135 ngàn nè các bạn. Thì hộp á, bên ngoài mình thấy là nó cũng mốt cho vận chuyển xa. Thì bây giờ mình khui ra thử luôn nha. Sẵn này review cho các bạn xem luôn. Mình mua về để mình chế thử xem hoặc mình có cái quạt gió với cái máy bơm motor, thử xem cái chất lượng không nha. Đây thì đầu tiên là mình thấy có một cái tờ hướng dẫn, rồi đây sẽ là hai cái đơn hàng của nó. Đây, cái này để dành cho quạt nha các bạn. Xem thử cái mạch nó như thế nào nha. Đây, có một cái remote này các bạn. Đây là cái mạch của nó. Thì cái này nó cũng đấu cũng đơn giản đó các bạn. Thì mình sẽ đấu sau nha. Mình về cái video này mình chỉ review cho các bạn xem thôi. Đây là cái mạch quay dành cho quạt gió. Còn đây, đây là cái bộ điều khiển dành cho motor nha. Đây các bạn, remote. Đây là cái mạch của nó. Cái bộ này thì thấy là khá đơn giản đó các bạn. Mình chỉ đấu nối theo cái hướng dẫn của nó thôi. Đây, đây là hướng dẫn của nó. Rồi bây giờ mình là đấu nối cái quạt gió trước nha các bạn. Thử xem nó hoạt động như thế nào nha. Thì video này chỉ là video khui hai cái món hàng này ra thôi. Còn video đấu nối cái quạt gió và cái motor thì sẽ là có video sau nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau nha.